Mình chào tất cả anh em nha. Thì cũng có nhiều anh em mua ốc sâu bên mình á, chưa biết cách dán nha anh em đó, cho nên là mấy anh em làm nhiều khi hư bộ ốc sâu của mình thì phí nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn anh em cách dán. Thì mình cần một cái đoạn ống 34 như sau nè, anh em đo như vậy nè, đó anh em đo như vậy nha. Nè, cái này là anh em dán vào đây nè, ở đây phần này là dư ra chút xíu nè nè. Và cái đoạn này nó có độ dài là 22 nha anh em, 22 là cái đoạn này là cái đoạn anh em dán, phải dán ở đây nè. Còn phần trên đây á, thì anh em là đi ống 27 nè, mình bắt đầu hướng dẫn anh em là chồng ống 27 luôn đó. Thì mình hướng dẫn anh em chồng ống 27 luôn. Và đây là cái bộ sâu hư của mình nha, mình sẽ lấy cái bộ này mình làm mẫu cho anh em thôi, mình làm mẫu cho anh em làm nha. Rồi anh em đợi mình xíu, mình chuẩn bị đồ nghề xong rồi mình hướng dẫn anh em nha anh em. Rồi tiếp tục nha anh em nè. Thì tiếp theo là mình sẽ lấy đàn khò nè, khò nhẹ cái đầu này nè, anh em làm nhẹ thôi nha. Đó, bắt đầu anh em dán keo vô đây là nó sẽ có một đoạn như thế này nha anh em, nó có một đoạn như thế này. Và cái kèn của mình á, thì nằm đoạn chừng này nè, xíu nữa mình chồng ống 27 vô lên vừa luôn á. Xong một phần, còn phần còn lại á, thì mấy anh em chồng hai mối nối ống 27 lên nha. Đây anh em hướng dẫn cho anh em mình làm nhanh nha anh em, anh em về anh em làm kỹ lại nha, chứ không phải là mẫu giống mình nha. Tiếp mình quay nhanh thì mình hướng dẫn anh em thôi đó. Xong một mối nối nha, xong mình sẽ cắt nè, mình lấy máy mình cắt nha anh em. Anh em không lấy máy mài á, thì anh em mài tay, lấy dũa mài cũng được anh em. Rồi bắt đầu mình chồng lên thêm một lớp đó nè. Rồi mình chồng lên thêm một lớp đó nè anh em. Tại vì cái phần này á, anh em chồng lên như vậy á, thì nó sẽ là vừa góng mà tư mình, anh em không thể nào mà dán cái mối nối vô được nha. Dán cái mối nối vô thì nó sẽ dướng cái ống 42 mình nha anh em. Đây mình ví dụ cho anh em xem đi, anh em dán cái mối nối vô nè, đây là cái ống 34 nè, với cái ống 42 của mình nè, anh em thấy không, nó đã chật như vậy rồi mà anh em dán cái mối nối vô nữa thì nó sẽ bót luôn cái ống 42 mình nè. Là làm không được nha anh em, là không có đường nước hồi nha. Cái đường nước hồi phần này là bị bít nha, tại vì nó dướng cái mối nối ngang đây rồi, cho nên cái phần nước hồi bị bít nha. Đó. Nên là đây cái phần này nè, phần này là mình chồng một mối lên nè, mình chồng mối là nó bị lỏng nè anh em, thấy không? Bây giờ mình sẽ chồng thêm một mối này nữa nè, chồng thêm một mối này nữa nè. Mình sẽ dán keo luôn cái phần này nha anh em, dán keo luôn cái phần này, làm cho nó rõ ràng, cho nó cứng cáp rồi cho anh em xem. Dán keo luôn. Đó, rồi tiếp đến mình chồng cái mối nối thứ hai là mình dán keo luôn. Anh em dán cho cứng nha. Dán ẩu ẩu là không được đâu nha. Đó, mình dán keo luôn. Mình cắt nó đi nha anh em. Bây giờ thì nó lại hơi bót với cái ống 34 mình nè, anh em đút không vô nè, nhưng mà anh em làm sao anh em làm đừng có nở cái ống 34 nha, anh em mài bớt một tí nè, mài bớt ống 27 này một tí. Sau khi anh em mài bớt cái phần này một tí rồi đó, anh em bắt đầu anh em dán vào nè, anh em cũng hơi nhẹ cái ống 34 này nè. Đó, anh em hơi nhẹ vào, hơi nhẹ thôi nha, đừng hơi quá nó lỏng nha. Đó, anh em bắt đầu dán keo vào.
Rồi anh em đút sâu vào luôn, đút đụng càng luôn, đút đụng với càng trong luôn nha. Nó hiện tại thì mình hơi nè, anh em thấy nè, giống ba tư mình chỉ nở được tí xíu thôi, nó không có nở nhiều nha. Cho nên là mấy anh em đút vô cái ống 42 mình á, nè anh em xem nè, nó vẫn còn bó, nó vẫn còn lỏng nè, chứ nó chưa có bó nha. Anh em làm anh em nhớ cái chú ý cái phần này nha, cái phần nối ống nè, đó, nó vẫn còn lỏng nè, nó không bó được nha. Còn anh em làm bó luôn là thua đó nha anh em. Tại vì mình bán hàng trên Shopee với lại Sang Đỏ, nhiều anh em không biết gắn thì điện thoại cho mình, cho nên là mình sẽ hướng dẫn anh em gắn luôn. Đó, phần này là mình chưa dán keo nè. Đó, anh em mới dán keo phần này vào, rồi bắt đầu anh em dán ống 27 á, anh em đút cho nó đụng luôn cái càng luôn cho nó chịu đó luôn. Đó, bây giờ là cứng rồi đó. Bây giờ là đút lên, đút rút lên, rút xuống thoải mái rồi đó. Đó. Còn cái phần ống 42 mình nè, khi anh em nhét xuống á thì nó lỏng, tại vì mình có gửi cho anh em những cái lượt như thế này nè. Anh em không có gắn vào cái lượt dưới nha, tại vì mình đã không có làm. Anh em gắn cái phần cái lượt này á, là gắn cái phần ở trên cái đường hồi mình ở trên á, là để chặn mà phòng hờ là cái cánh quạt mình bể là nó lọt xuống đây nè. Nó lọt xuống đây nó làm nghẹt cái phần này. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó làm nghẹt cái bộ hút sâu mình, cái lỗ này. Cho nên là cái bộ hút sâu của mình nó không có lên nổi. Đó, anh em gắn cái lưới này nè. Cái lưới này mình có gửi cho anh em, nhiều anh em cũng hỏi rồi là gắn sao, nó gắn ở trên phần hồi á nha anh em. Đó, cái video này tới đây đó, thì mình có bán hàng trên Shopee Sang Đỏ, anh em nào có đặt hàng thì vào Shopee Sang Đỏ đặt hàng ủng hộ mình nha, và đừng nhớ quên bấm đăng ký kênh và ủng hộ kênh mình nha anh em, để đủ 1000 subscribe để mình làm những gì mình sẽ phát trực tiếp livestream cho anh em xem. Đôi khi chỉnh qua video này anh em xem không rõ, nó mình chủ yếu là mình cần để đủ giờ, đủ người đăng ký để mình phát trực tiếp livestream cho anh em xem nha. Đó, anh em nếu mà ủng hộ kênh mình thì anh em hãy ủng hộ mình nha anh em.